Chào mọi người nhá. Đây là hôm nay đi kéo một cái thuê bao combo. Combo là nó có cả internet này, cả lắp đặt thêm cái đầu thu tivi. Đầu thu tivi và cái gói cước này là 219.000 một tháng. Bây giờ thì cái gói cước mới này từ thời điểm hiện nay thì là đóng 6 tháng được tặng 1 tháng là vậy. Đóng 12 thì được tặng 2 là thành 14. Không giống như cái đợt trước mà mình đóng 6 là được tặng 2 nữa. Bây giờ nó ít khuyến mại hơn ngày trước rồi. Đây, cái thuê bao này nó cũng gần thôi, hơn 200 mét. Mình phải băng qua cái đoạn con suối này. Đây, tí nữa là phải ném qua cái cây ở đây để bằng đường này nhá. Đoạn này nhiều xe kéo to lắm. Xe kéo nó rất là cao. Ôi hỏng quá, đéo xuống được.
Nhà mình lắp wifi đây giờ. Nhân viên kinh doanh họ bảo ngay gần nhà văn họ đây. À sát vách chứ. Trong khi từ đây vào đấy nó phải hơn 100 mét nữa. Sát vách. Đội kinh doanh. À đây là tôi. Bác có cái khao nó ra ra rồi chưa? Ném lên trên đi mà nó chưa qua. Bác bao nhát lòng nữa. Xuống kia như kiểu có dây, khao dài dài. Đang nhờ ông chủ đi lấy cho cái sào. Chọc cái dây này xuống. Đây này. Cái cây này khó treo. Cho nên nhờ ông chủ họ mượn cho cái sào. Nguyễn Quang Hải, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Lương 5 triệu một tháng. Làm sao mà đủ mua ô tô? Đang dây nọ xôn đi lại khả năng thì nó dây xôn đi xeo cái dây có cái dây đâu dây cù nọ dây Viettel đâu khi xôn bơm thì xôn đều đi xeo cái mấy cái dây này dây điện cho bác à. Đi vào chẳng đang đi là khi con mắt hay nào cái dây xôn đi kẹo nào có cái này đi đông này có cái này bắt lòng phải nghe đi lên này nghe cái con là mắt nó lé nghe đi lên như chân hề đó nó có chân đi lên cái chân đang hả đang sắp bạn ạ cho nó đi vào không vào cái chỗ đấy cho bác quang lại cho bác quang nó thấy là
Ngàn mà tầm chọn thôi. Ông đi vào khẩn đi này khi nhớ tới cái đoạn là lấy nó mắc nó đấy. Thôi điện thấp tặng với chồng đi về anh gặp chứ nào. Nó đang được ghi ra cả đi đi con hàm mút cái cú đỏ này mấy con mút tăng này cái con cách mà ai thì nó mà chặt đúng không trời nó thắt cái nơi cái này nó này mấy chặt nó buộc cái mèo mà được nó buộc cái mèo nó cuốc. Tọa mẹ chẹp. Cái nói rồi à thấy chả qua cột điện chứ cạn đấy mà kéo lấy chi cho đã lấy nhận cơ cột. Cái ấy dặn dạo anh đâu. Nó qua bốn cái khe mà. Cái này bước kéo dây mà anh đã có chốt rồi à. Thank you.
khao đến cuộc. À, bác cứ được. Các cái gì thì con mốt đổ đó thôi. Có cái nó cái mùi rất là. Chưa, bác chưa đẩy đèn bao đó. Bác chưa đẩy đèn đâu. Đẩy, đẩy bao kéo nuôi. Bác phải xài sao đi cơ. Cái đạch wifi nào giờ bác rồi. Đoán nó. Đoán tóc anh nè. Tay một cái cửa này à. Chưa có điện thoại à.
Đấy anh em nhé, toàn cái cột 04 cổ. Đây là cột 04 cổ, cột điện 04, nhưng mà nó cổ rồi, lâu ngày. Kéo này cũng rất là dễ nhá. Kéo đường 04 cổ, cổ này rất dễ. Bởi vì không thể chốt được dây, cho nên chỉ treo dây thôi. Bác công khảo đang chọc xuống dây.